Nhà báo New York Times nói điều bất ngờ về bóng đá nữ Việt Nam. Phóng viên Mỹ hết lời khen ngợi Huỳnh Như và các đồng đội sau khi đến Hà Nội tận mắt chứng kiến họ thể hiện trên sân tập trước thềm World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự một kỳ World Cup. Giải đấu sẽ diễn ra ở New Zealand và Australia vào tháng 7 tới. Việt Nam ở bảng E, chung với các đối thủ cực mạnh là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Dù tuyển Mỹ đang là đương kim vô địch nhưng phóng viên Gia Long Man của tờ New York Times vẫn sang tận Hà Nội để theo dõi buổi tập của Huỳnh Như và các đồng đội ở tuyển nữ Việt Nam. Sở dĩ vị nhà báo 58 tuổi, có 30 năm phụ trách mảng thể thao của tờ New York Times, đi nửa vòng trái đất vì muốn hiểu rõ hơn về tuyển nữ Việt Nam. Qua chuyến đi thực tế trước thềm World Cup, nhà báo Gia Long Man sẽ hiến kế cho đội bóng đá nữ nước nhà. Có mặt tại Hà Nội trong ít ngày qua, nhà báo thể thao kỳ cựu Gia Long Man đã có chia sẻ bất ngờ về tuyển nữ Việt Nam. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ vào chung bảng ở World Cup. Nhiều người Mỹ thấy thú vị về điều đó. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về thành tích trong những năm gần đây, nhà báo Gia Long Man đánh giá, được tham dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam đã là đội mạnh. Vì thế, tôi đã có mặt ở đây, Hà Nội, để tìm hiểu về đội bóng này. Bình luận về ý nghĩa của tuyển nữ Việt Nam khi lần đầu bước ra sân khấu World Cup, nhà báo Mỹ bình luận, được dự World Cup, các cầu thủ nữ Việt Nam có thể tự hào nói rằng họ được đọ sức với các đội tầm cỡ thế giới như Mỹ hay Hà Lan. Đây chắc chắn là bệ phóng cho bóng đá nữ của các bạn, giúp bóng đá nữ được đầu tư nhiều hơn. Thực tế, nếu như tuyển nữ Mỹ là đương kim vô địch World Cup thì tuyển nữ Hà Lan là đương kim Á quân, đối thủ còn lại là Bồ Đào Nha cũng rất đáng gờm. Việc đối đầu với các đối thủ mạnh tại World Cup sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ về nhiều mặt, làm tiền đề cho cầu thủ nữ Việt Nam tiến những bước xa hơn trong tương lai, nhà báo Mỹ tiếp tục. Hiện tại, Việt Nam có tiền đạo Huỳnh Như đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Việc chơi bóng ở nước ngoài giúp Huỳnh Như tiếp xúc với triết lý bóng đá mới, nâng cao bản lĩnh cũng như tư duy chơi bóng. So sánh về điểm tương đồng giữa bóng đá nữ của Mỹ và của Việt Nam, nhà báo của tờ New York Times chia sẻ, nhiều năm trước, việc phát triển bóng đá nữ tại Mỹ không hề đơn giản. Tôi cho rằng ở Việt Nam cũng gặp một số khó khăn tương tự. Bóng đá nói chung không phải là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Mỹ và bóng đá nữ cũng vậy nên không được tập trung đầu tư. Sau đó, các cầu thủ và giới bóng đá Mỹ từng bước vượt qua khó khăn, ông lý giải, còn bóng đá là môn thể thao số 1 tại Việt Nam nhưng việc tìm nguồn cầu thủ không dễ do bóng đá học đường chưa phổ biến. Bóng đá nữ Việt Nam cũng gặp khó khăn nhưng thành tích hiện tại cho thấy họ đang đi đúng hướng. World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại New Zealand và Australia. Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và được thi đấu cọ sát với những đối thủ mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.